cảm ơn các bạn đã xem like nha các bạn ơi. Chị Hằng, con này gọi là con gì chị Hằng? Đọc tên các bạn này giùm mẹ ơi, bạn tên gì vậy? Cậu ấy là Gumi đó nghe các bạn ơi, các bạn có thích bạn này không? Wow. 1, 2, 3. Ví dụ như chạy đụng xe là có chế độ bảo vệ nè các bạn ơi. Bạn này các bạn có thể người chạy nó chơi xíu. Nè, đây nè nè, mày đụng vô cái thùng rác nha. Ví dụ chiếc xe này đụng vô thùng rác nè, 1 ha. Wow, có chế độ bảo vệ liền thấy không nè. Đụng vô thùng rác. Ồ, oh, hay chưa nè. Hello. Hello con. Chúc con cuối tuần vui vẻ nghe, ngày mai lại đi học lại rồi. Wow. Con nhớ cô không hả? Không, cô không biết con. Cô thấy hình như cái nickname này nó lạ. Con đổi nickname hả? Đúng không? Con nói con tên gì đi. Wow. 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 Hủ tiếu bún bò. Xin chào. Tiếu bún bò là con nhớ nha. Nickname này có cho em của cô nghe. Wow. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha. Lâu lử rồi cô mới like lại hôm qua nay hà. Cô mới like 2 ngày à. Con mới đổi tên á hả? Ok con. Con là tiếu bún bò á hả? Đúng không? Tiếu bún bò thì con nhớ. Wow. Chiếc xe này nó bền lắm á. Cô mua từ lúc mà Gia Hăng còn nhỏ xíu luôn á. Mà tới giờ vẫn còn bền nè các bạn ơi. Wow. Chế độ đậu nè, chế B nè. Không biết mua cái gì mà nó là nó thêm một cái bạn robot ở đây, robot ở đây nữa nè. Wow. Wow, con bận học nên con ít cô. Nhưng mà cô cũng mới like lại á con. Bây giờ ngày nào cô cũng like lại nha. Lúc trước coi mấy tháng trước cô quá chèn bận luôn rồi. Cảm ơn các bạn đã like nha. Các bạn nhớ ủng hộ kênh Bưởi Miền Tây luôn nha. Coi buổi tối coi giải trí chút xíu thôi. Cho cô một like cảm ơn con nghe. Không phải là cho mà con nói là tặng cô một like. Đúng không nè. Ây da, gãy móng tay của tôi rồi. Đâu đâu. Con phải đụng nhẹ nhẹ nha chơi. Lỡ động đau quá rồi. Wow, đây là bạn này mới nè. Con là vịt vàng nè cô. À, vịt vàng hả? Rồi, vịt vàng thì cô nhớ nha. Những vị khách rất là thường xuyên comment là cô sẽ nhớ liền hà. Wow. Thử thách mình lên tới 40 đi nha. Cũng hơi khó lắm đó các bạn ơi. Ngày mai con coi tiếp. Giờ con học bài. Chúc con học bài cho mau thuộc bài nha. Ngày mai đi học được điểm lớn nha. Cảm ơn con đã ủng hộ cô. Giang ơi, anh chị học bài rồi kìa, con đi học bài luôn đi Giang. Con mới đổi tên ha, ok con. Vui dữ dạ. Có chuyện gì mà vui dữ dạ em bé Giang của tôi. Con gái Giang của tôi làm gì mà vui dữ dạng vậy. Buổi tối vui vẻ ha. Buổi tối các bạn cũng có không khí vui vẻ nha. Học bài ấy. À, thôi.